Thằng hỏi sao Tường bị cục đầu vậy chú? Nghe hồi đó thì hồi hồi lúc hồi chiến tranh á, là cái lúc đó thì hai ông du kích xã, rồi mấy ông hai ông mới cá độ nhau, ông nào bắn trúng cái đầu quả mới gọi là tài năng, mới là gọi là giỏi. Ủa mà là cái xưa Tường nằm ở đây luôn hay là nằm ở Không, hồi đâu? xưa ở túc trên kia kìa, chứ không phải chưa có nhà thờ này, Chưa hồi có đó nhà trên thờ kia này, không. rồi sau đó là mới đem về để đây. Sau này bắt đầu là hai lần nó bắn sức đầu quá, rồi đâu 2 3 tuần chết, hai người ta chết nhá. Rồi rồi bắt đầu là cái ông nhà thờ này ông mới thành lập ở đây đó, rồi thấy bả linh thiêng vậy đó, mới 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 thỉnh bả về, thỉnh bả về để mà đứng mà gom lại cái mẹ sau đó làm mẹ mới. Còn cái mẹ này thì trước lâu đời, thì năm 30 tới giờ đó, mà còn mẹ đây mới đây là mới cách nay 5 năm rồi. Ở đây từ Đức Mẹ gọi là bị Đức Mẹ cục đầu hay Đức Đức mẹ cục đầu bị bắn, ở đây có được nhiều người được ơn xin ơn Đức Mẹ không ta? có nhiều người được ơn lắm á. Hôm rồi là có các nơi người ta bên đạo Phật, rồi đạo không đạo mà kêu Hòa gì Hòa hảo Hảo, rồi à. đạo này đạo kia đó, không rồi đạo Công giáo nữa, rồi các nơi người ta đi đến đây người ta để làm lễ cho bà. Thì hàng ngày thì cái các nơi ở xứ xa người ta về đó, người ta cung À. kính bà đó, thì bữa thứ năm hàng tuần đó, để tránh mấy cái ngày thứ bảy chủ nhật ra, để cho nó rộng rãi, để cho giáo dân nơi khác người ta về, để cho nó có được sự tôn vinh với người ta ồn ào á. Người ta còn cái thứ bảy chủ nhật thì của lễ nhà thờ thì người ta tôn nghiêm hơn, tại vì người ta chánh đạo thì người ta tôn nghiêm hơn, còn người ta không có chánh đạo á, người ta bên các đạo khác thì nó lại nó tung tin thì người ta cầu nguyện đây thôi, chứ ta không có bên vô trong nhà thờ được. Ở dưới tượng Đức Mẹ kia năm 1930 là nói về cái gì? Thì lịch sử xây dựng bả thành lập bả Là rất là xây dựng để lên trên cái bệ phải không ạ? thì hồi lúc đó là thành lập bả đó, bả ở nơi trên kia kìa đó, rồi cũng như là mọi tôn kính bả, bả ở giữa trời giữa đất vậy đó, rồi lập linh thờ cho bả, rồi bắt đầu bắn ba sức đầu, rồi tới gần sau này nhà thờ thành lập xong rồi, ông cha nhà thờ mới thỉnh thỉnh bả gom về đây để mà tôn kính bả vậy đó. Rồi người ta đến đây người ta ấy, mấy cái người mù á, mà tới chừng mà lại ra cầu nguyện sao bả ban phước ban ơn sao không biết, bả chữa lành á, bả cho sáng mắt lại, người ta la một cái hay người ta mừng á, dòng họ gia đình người ta mừng á, mừng á là người ta la một cái trong nhà thờ trong tay kêu bằng Cho khủng hỏi khiếp chú á. có đạo không? Tôi thì đạo Công giáo nhưng mà tôi đây là thứ tư hàng tuần á, tôi vô tôi làm lễ cầu xin bả vậy đó, hàng tuần cũng như là mình lễ giao ước với bả vậy đó, cầu nguyện cầu xin bả vậy đó. Còn thứ bảy chủ nhật thì mình không có thời gian á, để chiếc ra để vô làm lễ riêng của bả thôi. Còn tới thứ bảy chủ nhật thì tôi đi nhà thờ ở Bình Long Nhà thờ ở Bình Long. á. Tôi ở gần Bình Long mà tôi ngoại tôi vô đây tôi mở hàng tuần nào cũng vậy, tuần nào tôi cũng vô tôi cầu nguyện bả. Thì tôi thấy bả, tôi nói là bả cũng hay lắm, bả cũng bả văn phước lắm, bởi vì tôi nói mẹ ơi mẹ độ cho con mừng cho con có tiền để mà con thứ tư con dương tạ lễ tạ ơn mẹ, thì bả độ liền, bả độ mừng có tiền vậy đó. Là tôi làm thợ xí xe vô cầu nguyện bả để cho bả độ cho mình mừng ăn, cho nó có đất khách đất hàng, giữ cho mạnh khỏe vậy mà đó, vậy đó. Rồi vô tuần nào cũng vậy á, cầu nguyện bả là mà xin giao ước với bả là mẹ độ cho con, là hàng tuần là thứ tư con vô con làm lễ tạ ơn mẹ vậy đó. Rồi là vậy đó, rồi đó bả cũng linh lắm, ở các nơi người ta á, là bả ban phước lắm, là người ta tin tin tưởng bả, người ta các giáo dân người ta lại đây người ta cầu nguyện cầu xin bả dữ lắm. Về á là người ta làm ăn đồ bả độ á, có người thì có duyên với bả đó thì bả độ làm ăn được, người ta tạ lễ tạ ơn bả dữ lắm, cái là người ta cũng dâng hiến cho nhà thờ để cho xây dựng giàu đẹp lên, để cho người ta tôn kính bả, để người ta đến một ngày một đông đó vậy. Cảm ơn chú nhiều nha.